năm rồi đàn con khôn lớn lo bao đêm giấc ngủ âm nồng dù nắng mưa dù bao giờ mẹ vẫn không tháng tháng ngày ngày chăm lo vun trồng miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió yêu quê mẹ đã hoa chăm lo vun trồng miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm yêu quê mẹ đã hoa quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm yêu quê mẹ đã hoa hạt lúa thơm yêu quê mẹ đã này ấy nó nghe lấy bớt một tàu ba cái này rồi này tên tơ như ba cho hai cái này rồi cái thì cúng đi tết gì này kể bên kia kìa bên đó kìa đấy chị à kể bên đó anh chị đó bên cái hàng gạo á bên gạo lấy kẽm á về về đêm về lạnh lùng buồn thiếu đời lắm ưu phiền giông tố triền miên từ lúc xa cách mẹ yêu đời con đau thương thật nhiều đắng cay chậm chiều nắng chiếu vai con
ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ, con lạc lối giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ nhẹ nhàng đưa lối tiếng
con qua núi đồi, mẹ chim trong đêm tối, gió mưa tóc che lối con đi, đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện. Đức chuyên vị siêu thương linh Nguyễn Thị A Nghiêm, thọ tam quy pháp danh chánh ngọc, nguồn sinh kỳ niên vương thọ bát thập bát tuế vạn sanh hư vĩnh tước niên, bát mạc dị thập lục nhật nguyện linh trưởng thừa tam bảo lực tính pháp văn kinh, trượng thử lương nhân trực nhập lạc ban diện kiến di đà vinh thừa bảo khí thứ nguyện hiện tiền tan gia hiếu quyến nam nữ tử tôn đại tiểu đảnh phước thọ vô cương pháp giới âm dương giai đồng hành nhập đạo. Nam mô cúng dường bồ tát, nam mô cúng dường bồ tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Qua Hiền Đại. Tin công đức tăng nay tính đủ tràn đầy
khi còn sanh tùy Phật tử chánh đạo. Đó là một Phật tử thuần thành có niềm tin vững chắc nơi tâm đạo. Nhờ cái phước lành ấy thì khi Phật tử chánh đạo đã xả báo thân trở về bên kia thế giới, quý thầy tin tưởng rằng Phật tử sẽ về cảnh giới an lành. Vì tình linh sơn pháp lợi, quý thầy trở về thành thật chia buồn cùng tan môn gia như quý. Quý thầy có chút ít tận Phật những trước nếu cũng thật hương điều này sao đổi cho hương linh chứng minh. Quý thầy xin toàn thể tăng môn ma gia hiếu quyến để quý thầy trợ kiến một thời kinh nhéo giúp phần nào đó để làm tiến trình để cho hương linh sẽ sớm về cảnh giới an lành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Ha.